nhà la bài hái. Má, tại vì con đi làm suốt cả ngày nên con nhớ má chứ bộ. Thôi thôi, nhớ cái nỗi gì. Bữa nay là về trễ hơn mỗi bữa 45 phút nha, còn nó nhớ má. Má biết sao không? Không biết. Tại bữa nay á con lãnh lương, cái con mới chạy tuốt ra chợ á, con lựa cho má 2 cúp vải nè. Đó, má thấy không? Vải này nè, thôi, đẹp thôi, không? Thôi, thôi. Làm ơn, em ơi đem ra ngoài chợ trả lợi cho người ta đi. Má. Trời đất ơi, đã nói hoài đừng có mua nữa. Áo mặc chưa cũ thì người đã chết rồi. Má, mua hoài tối ngày ta có đi đâu đâu mà mua hoài không biết. Má, còn nói má nghe nè, má không có đi đâu, nhưng mà má cũng phải đi đám cưới, đám giỗ, đám chạp với bà con làng sớm chứ. Nè, coi nè, có mấy cái áo cũ à, má cứ mặc đi mặc lại hoài hả. Má thì không thấy buồn, nhưng mà con á thì con buồn lắm. Gì buồn? Má biết không, má của người ta cũng con coi mẹ qua, cũng làm lụng gian nan vất vả, nhưng ra đường cũng áo nọ quần kia, còn má thì quăng năm suốt mùa hà, cứ mặc áo nâu như là bà giải ở chùa hà. Người ta thương má nhưng mà người ta sẽ cười con nè. Cười cái gì con, mình kiếm tiền khổ cực, con đi làm suốt tháng quanh năm, còn má hả thì nay đau mai ốm hà rầm, gánh nặng gia đình trút xuống vai con, cực khổ bao nhiêu con cũng không màng, miễn sao má được an nhàn tâm thân. Thôi thôi thôi, đấm gãy lưng tôi. Rồi lỡ lần này thôi nha, mai mốt muốn mua cái giống gì cho tôi là phải hỏi ý kiến tôi chứ. Mà ngang như vậy đem về là tôi không có nhận rồi, đừng có trách tôi. Dạ, con cảm ơn má. Thôi già quá mày ơi. Má. Gì? Hồi sáng này á con ra chợ mua vải cho má đó. Ừ. Cái con thấy. Thấy gì? Sao đang nói được cái nín thinh vậy? Thấy gì? Thấy ai? Con thấy. Thấy cậu. Cậu đi đâu mà thấy? Lầm ai rồi? Má, còn vài ngày nữa đoàn về thị xã Diễn, con thấy tên tuổi của cậu nè, hình ảnh của cậu nè, người ta kêu khắp nơi á, làm sao mà con lầm được má. Vậy rồi chạy đi kiếm cậu á hả? Dạ không có. Má ơi, hồi sáng này á con biết má không có bằng lòng cho nên con đâu có dám mời cậu về đây. Con đang đứng ở trước rạp á, cái con ngắm hình của cậu, tự nhiên cái con nghe tiếng của cậu gọi con, cái con dây qua. Trời ơi, con thấy gương mặt của cậu thiệt là rạng rỡ, hai tay của cậu nắm chặt vai của con, rồi miệng của cậu cười tươi, thiệt là tươi vậy đó má. Nhưng mà đôi mắt của cậu á thì đầm đìa nước mắt à. Rồi vậy rồi cái rồi rủ cậu về đó hả? Dạ không. Dạ con biết má đâu có bằng lòng nên con đâu có dám. Con nói cậu đòi về thăm má, nhưng mà con nói để con về con xin phép má trước, rồi con sẽ trả lời cho cậu. Má ơi, sao mà con thấy thương cậu quá à. Cậu có làm điều gì làm lỗi không mà má giận cậu vậy má? Không. Má của con không có giận cậu của con gì hết á. Là vì cậu của con đâu có lỗi gì đâu mà giận. Mà cậu của con là một người em có nghĩa tình, có thủy, có chung. Má không muốn gặp cậu không phải vì giận hờn cậu. Má lánh mặt cậu vì chút lòng tự trọng. Cậu của con đang tắm mình trong hào quang rực rỡ, còn má thì như ánh dương tà sẽ bóng cô đơn. Bóng xuống trả lại chúa đời, không rồi muốn nở dân lao đao một ít tầm. Má không lòng má bao giờ vẫn thương cậu con vô bến vô bờ, dù không bao ngủ tình thâm. Má, nếu mà má nói vậy á, sáng mai á con sẽ ra gặp cậu, con dẫn cậu về đây thăm má. Má ơi, chắc là cậu mừng lắm đó má. Không không, đừng có dắt cậu con về gặp má mà. Tại sao vậy hả chị? Thằng em này nó bạc tình bạc nghĩa lắm hả chị? Nó thành danh, nó nổi tiếng, nó có tiền có của, rồi nó bỏ rơi chị trong cảnh tung thiếu đau yếu. Có phải như vậy không chị? Nó đã quên hết những chuyện xưa rồi. Chị già cả rồi em à. Nó quên hết tất cả những giọt mồ hôi của chị đổ lên sân khấu để dìu bước nó đi. Nó quên hết những lời chị dạy bảo ân cần để nó được trưởng thành trong cuộc sống. Nó quên hết rồi, nó vong ân, nó bội bạc lắm, phải vậy không chị? Nhưng chị nói với em là chị đã già rồi. Nhưng mà chị còn có em nè. Chị nghỉ hát lâu rồi. Nhưng ngày hát của em bây giờ vẫn cần có chị. Em đã trưởng thành rồi. Làm người mà ân nghĩa hiếu ân chưa đền trả được thì chưa thật sự là một con người đâu chị. Chị có biết không, em lại tái phạm những thói hư tật xấu trước đây, những thói tật mà nhờ chị nghiêm cấm gắt gao nên em đã bỏ. Đã bỏ rồi sao còn tái phạm? Tại vì chị bỏ rơi em. Không có chị bây giờ em hút thuốc. Em hút thuốc thật là nhiều. Chứ đâu mỗi một lần rồi không tợn hay sao? Chưa đủ chị. Giảng hát xong em cùng bạn bè tụi em đã uống rượu thâu đêm suốt sáng. Em uống rượu thật nhiều, uống thật. Thôi đến đi, mày giỏi lắm. Hồi đó giờ tao nói mày sao? Cha mẹ mày cho mày cái hình hài đó, nhưng bậc thầy, bậc anh, bậc chị, mỗi một người cho mày một chút nghề ở trong đó là để cho mày phục vụ cho khán giả kìa, chứ còn đâu phải là tài sản của riêng mày mà mày muốn hủy diệt. Bao giờ mày hủy diệt? Tao nói mày bao nhiêu lần rồi Linh, mày đừng có tưởng là mày lớn mà tao không dám đánh mày hả? Tao đập mày đây nè Linh ơi. Sao chị không mạnh tay giang xuống cho rác bọn thịt nha, đi từ sâu xa trong cùng tận tâm hồn, tình chị nồng nàn đen giữa tim em. Từ bấy lâu nay chị em mình xa vắng, nhưng bước em đi chị theo dõi và từng ngày dưới ánh đèn sân khấu. Đó là ước mơ của chị đã đạt thành, đoạn vui cuộc đời chị muốn sống bình yên. Chị bỏ xưa ra đi để giữ lòng tự trọng là yên phần của chị. Nhưng sao chị không nghĩ cho đứa em ngày đêm thương nhớ chị, đã mòn gót tha phương mong đền đáp một ân tình. Em xem chị là hơi thở, là trái tim của chính bản thân mình. Đối với em, chị từng là một người chị, một người thầy và thay cả người mẹ. Chị dìu em vững vàng trên sân khấu, chị dắt em đi từng bước vừa nay em thành danh thì chị bỏ ra đi. Người ta nghĩ thế nào câu ân tình nhân nghĩa. Tao muốn mày phải đền ơn cho tao bằng nghề nghiệp của mày đi. Dưỡng phụ hãy ngồi xuống đi, cho phép con được tựa vào cha mà nhớ cái thuở biên đình. Cha có nhớ không, lúc còn thơ trẻ cha đã dạy cho con bắn cung vợt kiếm, rồi giữa doanh trại quan du bỗng dưng con thèm sữa. Cha tung mũi lướt rừng tìm phụ dân đi xin mật ngọt cho con. Tuy chẳng ruột ra nhưng tình mệnh linh cao tựa Thái Sơn, mật ngọt nghĩa cha con trao hết cho trẻ mà không ngại ngùng, không hối tiếc. Đến lúc lớn khôn giữa chở đời con hiểu biết, con đã ném vào mật ngọt tình yêu thì cha quỷ diệt sao đành. Dưỡng phụ đã thành hôn và từng xây đắp mộng lành, cùng từng viên hệ mẫu duy trăng thanh hòa hơi ấm. Riêng con lạnh lẽo âm thầm thì lĩnh giải phải từ hôn. Cha hạnh phúc gia đình tuổi trẻ con vui chốn, đạo lý hoàng môn không dạy cho mình ích kỷ. Tình yêu nước thương dân phải có lòng chung thủy, cha tranh chấp nữ nhi miệng thế sẽ chê cười. Dân thôi sống chuyên nghề nông dân, đồng mà xuống tốt tươi lúa đơn hòa, tựa hồ như là cõi tiền. Đêm về an vui khắp thôn làng, không có trộm cướp côn đồ. Muôn lòng triều dân lòng thơ vua dân một lòng, xa trường liều thân chi kiều hùng, trường xa thề tiếng không lùi. Tướng phụ, ta nghĩ tướng phụ là công thần khai quốc, nhưng đã bao lần ông trút phế Tây Thi. Thôi được, ngày mai này giữa chốn triều nghi ta sắc chỉ Tây Thi là ngô hoàng quốc mẫu. Riêng A Khấu ta rút lại lời gia phong quận chúa, phải vào cung hầu hạ Tây Thi. Thái tế lệnh truyền cho cận vệ cung Di đúng một tuần trăng phải hoàn thành điện các cô Tô Đài, chọn những nhạc công giỏi nhất cô bang, xây thang vàng cung điện đường quốc ca, đặt chữ Quảng Hoa cung cho Tây Thi thượng ngự. Nếu ai còn gian còn can, ta sẽ chém bay đầu, dù trẻ đó là hoàng thân quốc thích. Hay quá, giỏi quá, như vậy mới được chứ. Mà em ơi, dòng sông nghệ thuật nó mênh mông không bờ không bến, mà những người như chị thì nào có khác chi là một kẻ đưa đò. Chị em mình kẻ trước người sau, ta sẽ gặp nhau nói vết hẹn hò. Chỉ dựng tay chèo lái làm kẻ đưa đò nếu như công lao của chị mà em nỡ để cho thời gian mai, hãy gửi vào tương lai một niềm tin bất diệt cho sân khấu sau này lấp lánh là những chuyện sau. Vâng, em sẽ nghe lời của chị. Kể từ hôm nay em sẽ là kẻ đưa đò. Em hứa. Vâng, em hứa với chị. Tôi có được một Vũ Linh thật sự, tôi hạnh phúc quá. Hãy mừng phụ tôi với khán giả ơi. Vũ Linh của tôi nè. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền và nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Anh Linh à, được biết là anh đã đi theo chị Diệu Hiền từ thuở nhỏ và được chị Diệu Hiền xem là một người em ruột. Thế khi vừa diễn xong trích đoạn vừa rồi thì không biết là anh có nhớ lại tất cả những kỷ niệm thuở xưa không ạ? Và bây giờ anh có thể kể lại hay không ạ? Đối với Linh thì với chị Hiền thì kỷ niệm thì nhiều lắm. Không biết nhiêu là kỷ niệm, bởi Linh đi theo chị Hiền lúc đó Linh mới có 14 tuổi. Chị Hiền dạy Linh diễn 6 vai. Mà bởi vì con rể của cô Sáu Hoa là soạn giả Tuấn Khanh, anh ấy sống ở chùa nhỏ, lên viết 4 tuồng của ảnh, tuồng nào cũng có chú tiểu, mà Linh là người đóng chú tiểu không à. Thì Linh nhớ hát tại Trà Vinh, ở đó chỗ đó kia bằng là Thanh Nguyên, xã Thanh Nguyên. Thì anh Tô Châu bị bệnh đột xuất, thì cô Sáu mới nhờ Linh thế dùm có vai. Mà ác nghiệt thay cái vai đó đó là vai anh của chị Hiền. Mà khi mà thấy em mình đóng chú tiểu hoài, mà chú tiểu ca vỗ tay mà nay được đóng kép, chị Hiền mừng lắm. Chị Hiền nói tối nay phải học tuồng, chị Hiền cho ngồi chỉ gõ cho học. Mà cái chị duy nhất chỉ gặp được một cảnh, chị Hiền nói mai ráng cố gắng thuộc, nhưng ngày mai có chuyện này, tao ra tao kêu mày mình tiểu đệ, mày phải kêu tao sư tỷ. Được mừng, hát được mừng quá rồi mà tự nhiên không đưa cái câu vô, khó chịu ghê. Ở đó làm nít hoài, giờ muốn làm nít nữa. Bấm bụng, cái kéo màn ra hát. Tới cảnh đó, cái vừa bước ra chị Hiền vừa cái Linh nói, này tiểu muội. Trời ơi là trời. Này tiểu muội, còn Linh hát một đoạn. Hát giờ xong xuôi đàng hoàng rồi, tiểu muội để chờ nha, để huynh giờ đó trà là chui vào trường trốn luôn. Trốn luôn xong xuôi đàng hoàng, chị Hiền diễn xong xuôi rồi. Tánh chị Hiền, ai hồi xưa mà ai hỏi Linh đó, chị mày tên là Diệu Hiền, cái Linh nó nhỏ không có, chỉ là Diệu Dữ. Hát xong rồi cầm cái roi được, thằng quỷ nhỏ đâu, thằng quỷ nhỏ đâu, thằng quỷ nhỏ đâu rồi, trời ơi nó giết tôi, trời ơi má ơi nó giết tôi, là nói má Linh đó, trời ơi nó như vậy, nó như là con dí nhủi nó ra nó kêu tôi bằng em. Rồi Linh băng ruộng trốn luôn. Và Linh mong rằng tình cảm của quý vị dành cho chị Hiền cũng như cho Linh sẽ còn mãi mãi và mãi mãi. Chân thành cảm ơn.